chào cả nhà. Hôm nay đó là mình sẽ đi ăn cùng với lại công ty của mình. Dạ các bạn. Xin chào. Chào các bạn. Mình sẽ xem đó là ở bên Trung Quốc á, thường thường công ty á, họ sẽ tổ chức ăn với nhân viên như thế nào nhé. Nha, cùng theo chân đậu. Thì mình đang cùng đi với lại đồng đội của mình đi lên nhà hàng đó. Hôm nay đó là ăn buffet hải sản buffet nha cả nhà. À, mình là cùng nhau đó. Đầu tiên đó là mình phải quét cái mã này trước. Ờ đấy. Thì bây giờ đó là mình sẽ đi cùng với lại team của mình. Ở đây đó là bên ngoài ở nhà hàng. Thì do công ty mình á thì sẽ đặt riêng một phòng ở trong này cho nó riêng tư đó cả nhà. Đặt riêng một phòng. Ôi, cái nhà hàng nó bự chà bá luôn á các mọi người. Đây là một cái nhà hàng đó là họ thuê luôn nguyên một cái tầng á. Rồi mỗi tầng đó là sẽ chia ra rất là nhiều phòng. Một phòng nào phòng nấy nó bự không à. Đấy, thì hôm nay các bạn sẽ thấy một trời ơi. Hãy ở chỗ bên đây bạn, chỗ bên đây bạn. Họ lên rồi mình sẽ vô bàn. Bàn đông quá. Đó là khu bếp đó nhà hàng. Người Trung Quốc họ rất là nhiệt tình dễ thương. Còn đây đó là khu hải sản. Wow, toàn đó là hải sản tươi sống không á cả nhà. Ôi đã quá. Mỗi hải sản á thì nó đã có sẵn các món ăn phía trên nó gợi ý cho bạn chọn nè. Ôi nhiều lắm. Dưa hấu đó. Thì đây, trời ơi, miếng dưa hấu cắt mỏng lét len luôn. À, rồi ở Trung Quốc á thì người ta ăn cái này á giống như đó là trái cây luôn cả nhà đó, gọi là sưng nhủy của. Rồi bây giờ bắt đầu là đồ ăn lên rồi nè. Thì anh này ảnh có súp. Súp của mình đã lên. Rồi ở Trung Quốc là đầu tiên là mình phải uống súp trước nha cả nhà. Tôi có sẽ dẫn tù chuyên. Dẫn tù chuyên có nghĩa đó là nấm dạ dày cừu. Rồi đó thì cái nấm này nó giống như là cái bao tử á. Cái nấm này rất là mắc tiền nha cả nhà, cực kỳ. Cái điều mà khó khăn nhất khi mà mình ăn ở Trung Quốc á cũng như là cái dĩa này nè, người ta để bỏ đồ ăn thừa chứ người ta không có bỏ đồ ăn nha cả nhà. Còn ở Việt Nam mình thì cái dĩa là để đổ đồ ăn á, cho nên là nhiều khi mình cái não của mình nó vẫn chưa có thích nghi lắm. Thì khi mà bạn gắp đồ ăn á thì bạn sẽ gắp vô đây. Cái món này đó là món món gì nè? Tiếng Việt là gì? Củ cải trắng thôi.
cái món này là món khai vị nha cả nhà, món này là để khai vị nha, khai vị hở hở xưa. Giòn giòn ngon ngon tuyệt vời. Đây cơ bao gì? Bào ngư chanh leo. Yeah. Này, cái này đó là bào ngư. Đó, con bào ngư á, rồi xong cái bỏ vô cái này. Ôi, nói chung là Trung Quốc thì đã sáng tạo nhiều cái cũng hay quá ha. Nhiều món lạ dễ sợ luôn á. Trung Quốc đồ hóa sư xin hơ thăng là hô thái sư thái. Này là mộc nhĩ, chứ là cha duyên là mộc nhĩ. Mộc nhĩ. À, duyên gì nữa? Mộc nhĩ. Ồ, tiếng Quảng Đông của là mộc nhĩ. Ồ. Ấy vô lại tiếp. Ôi Sơn Hảo. Sơn Hảo. Sơn Hảo. Sơn Hảo. Sơn Hảo. Sơn Hảo. Ôi ơi lấy một cái nha. Rồi. Đó, cứ chậm chân đó, chậm tay đó là hết nha cả nhà. Chậm tay đó là không động con cua nào ăn luôn á. Rồi lên tiếp. Đây là cái gì? Lũ suối. Có nghĩa là các món kho đó cả nhà. Chân vịt kho nè. Đó, người ta sẽ chấm như thế này á. Đó, vô cái sốt nó để mà nó ấy vị ăn. Cho xinh mà. Ờ, xinh. Thấy là tô phù. Sư. Gánh. Hay mình vẫn cái thói quen đó là mình phải ăn vịt ăn dĩa mới được. Mặc dù mấy bạn kia lấy dĩa đó là dùng để bỏ rác, bỏ mấy cái đồ ăn thừa, nhưng mà mình quen rồi. Biết sao giờ? Thôi rồi, đồ ăn lên tiếp, đồ ăn lên tiếp cả nhà. Thôi đồ ăn lên nữa. Thôi, thanh thanh cái tầm này. Ném ném dầu dĩa. Cá ngừ ngon. Dùng chung, còn cái đũa đen đó là đũa cá nhân đó mọi người. Xe xè. Mấy nó mơ phẩy tìm bà. Rồi đồ ăn lên tiếp, trời nó lên tới tấp luôn á cả nhà. À, anh đó anh dọn rác. Đó, người Trung Quốc phục vụ người ta sẽ dọn hết rác. Ồ, sẵn. Cái này đó là tôm xanh, tôm cá hoa xanh. Nướng. Rồi ở Trung Quốc á, khi mà bạn thấy mà người ta lên cái món cuối cùng là món rau á, có nghĩa là đã kết thúc rồi các bạn. Rồi ở Trung Quốc bạn thấy tất cả đều là thịt và chỉ có duy nhất một món rau như các bạn. Bây giờ tới cái màn đó là sẽ mọi người đứng lên giới thiệu. Tôi là Lăng Tiệp, rồi tôi học Việt Nam, tôi học 3 năm.
nhiều quá nhét lên không có nổi cả nhà, nhét không hết. Ồ, đó con trai Trung Quốc á, biết nấu ăn đó là một lợi thế nha cả nhà, cho nên đó là họ rất là tự hào để mà giới thiệu cho tất cả mọi người biết mình rất là biết nấu ăn, nó khác hẳn với lại con trai Việt Nam bên mình nhé. Cái này đó là cá chiên đó cả nhà. Đây là cơm chiên cẩm tàu á cả nhà. Đó, cơm chiên cẩm tàu như thế. Không. Đồ ăn nhiều quá nhét không có nổi. Thì người Trung Quốc á, cái thịt trong cái canh nó thịt rất là nhiều nhưng mà ta không có ăn, người ta chỉ uống súp thôi. Còn canh á thì thịt bên trong người ta không có ăn nữa nha. Thấy rất là lãng phí. Ở Trung Quốc á, người ta sẽ ăn trái cây trước rồi tới ăn đồ ăn, rồi ăn xong á họ lại ăn một lượt trái cây nữa, và họ rất cực kỳ thích dưa hấu. Ăn xong rồi cả nhà, nói chung đó là hơi áp lực. Cuối cùng á thì đã ăn xong rồi cả nhà. Bây giờ tụi mình sẽ đi vệ sinh, sau đó về nhà.